bà Thảo về cái việc cái hôn nhân nó đổ vỡ như ngày hôm nay, thì bà Thảo cũng có nhắc lại rằng là cái sự biến đổi của ông sau những ngày ông thiền, ông ở cái núi, và trong đó một trong những cái sự thay đổi của ông là cả về cách ăn mặc và ăn no nói chuyện của ông. Thì ở trong ông trước cái nhận xét như vậy thì ông có ý kiến như thế nào? Đó là những cái lý do thôi, nhưng anh em nói thấy nó qua có cái gì không? Qua vì cô bà phải đi khám bao nhiêu cái bệnh viện để trước khi mà cô đâu có lấy cớ như vậy thôi, chứ đâu phải thấy không? Và cái nỗi niềm, cái nỗi mà nhìn thấy những cái người ngẩn ngơ như đó, một tổng giám đốc, một chủ tịch tập đoàn, một người là bác sĩ, có ai vì cô đó mà ra đi làm những chuyện như vậy? Tới 5 cái bệnh viện, 2 cái hội đồng, nó có chịu như vậy? Nó vẫn lấy lý do lý đồ đó để thậm chí thôi. Dạ, sau này dạ, anh em mình dạ thưa ông thì bà cũng có nói là trong 2 ngày vừa qua thì bà ông có những cái lời nó nặng nề với bà, thậm chí là sỉ nhục bà, thì ông có ý kiến gì với cái cô? Tôi có nói một điều thôi, nói đi nói lại sau này con có sẽ hiểu. Cô phải sám hối, tôi phải dùng cái từ sám hối mới hết tội. Cô phải sám hối. Vì cô sao không? Có người vợ nào còn lương tính mà muốn đưa người chồng vào nhà thương điên không, để đoạt quyền đoạt tiền cực chắn đã bây giờ ra đây. 5 năm nay qua đâu có nói, và cũng không muốn nhắc tới cô đó nữa. Mình phải có lương tri của mình còn một chút, một cái con người mà còn một chút cái lương tri lương tâm, không ai dám làm. Thưa ông, thì nhiều người cũng đặt câu hỏi là vì sao ông không buông bỏ, như một cái ý nghĩa vô thường ở trong cái câu chuyện mà ông hay nói để đó mà ông tôi nhà. Không có nói vô thường. Yeah. Vô thường, nếu hiểu vô thường là mình đang nói cái buông bỏ giống như Phật giáo. Có hiểu bản chất nhân đạo không? Hiểu về nhân đạo không? Hiện nay có hiểu về nhân đạo không? Phải thấu cái nhân đạo, phải thấu cái thần đạo, phải thấu cái tiên đạo, phải thấu cái thánh đạo, phải thấu cái Phật đạo, rồi sau đó mới thấy được cái đạo trời. Chưa bao giờ trong lịch sử kiến tạo ra loài người, trời đích thân thử thách ai, dạy ai và trao truyền cho qua mọi kiến thức để giúp cho tổng năng của anh em, giúp cho nhân loại kỳ này. Nhớ cái điều đó đi, hôm nào cái cảnh qua nói chuyện thêm. Qua có mọi cái câu trả lời cho thế gian này, nhớ một điều như vậy. Nhớ hết tất cả mọi bất lực của mọi thiết kế tôn giáo chính trị từ xưa đến nay, cái hiện hữu ngày hôm nay. Nhớ một cái điều đó, từ từ qua sẽ gửi cho hết cái mọi thứ nha. Qua có mọi câu trả lời như vậy. Qua nói một điều như thế này, từ khi kiến tạo loài người đến nay, trời nghe, chưa bao giờ đích thân huấn luyện ai, dạy ai, thử thấy ai đến cùng cực như vậy. Cái mà được phản ở bên ngoài đây là các người anh chị em thấy thôi. Còn từng sát na, qua nói sát na, một giây ở thế gian, một giây là nhỏ nhất. Nhưng cái thế giới vi tế đó, một giây như vậy chia ra 84.000 sát na, qua phải chịu trong cái đầu đấy. Cái bạo ngược như vậy, để rồi trước khi để cho qua ánh sáng, cho qua cái mà tạo hóa xưa giờ giấu loài người, kể cả trường sinh bất tử, tất cả mọi thứ, vua chúa đi kiếm chuyện. Hãy nhớ cái điều lời hôm nay qua nói nha. Anh có nói rằng là cái việc mà anh được trời trao cho mọi kiến thức để cứu giúp nhân loại, thì cái việc đó là cụ thể hơn cái đó là thật đó nghe, như thế nào? Cái này qua chưa qua và không nói ở đêm đây, nhưng bây giờ tất cả mọi kiến thức, ví dụ như qua nói về cái công nghệ, cái mọi khoa học ở thế gian này gần như là qua biết hết, các nhà bác học qua có thể truyền tải, cái đó chỉ có trời dạy thôi, không có ai, không có kiến thức ở thế gian. Giống như qua nói vấn đề về cái đẳng thức e bằng mc bình phương của Einstein thôi, đến nay, đến ngày hôm nay gọi là cái khoa học tương đối, bản chất của khoa học tự nhiên, cái khoa học mà hiện nay đang nói là khoa học gì, mình nói tự nhiên nhưng bản chất trong khoa học tự nhiên là biết là tận cùng đó khoa học gì, chính là vật lý lượng tử, vật lý và vật lý lượng tử. Còn nếu qua gặp nhà mà gọi như là nhà chính trị, qua sẽ nói theo ngôn ngữ chính trị, tại vì qua được dạy hết mọi thứ đó. Mọi thứ rồi, qua nhà khoa học, nhà toán học qua sẽ nói toán tiết con số, nhà vật lý qua sẽ nói vật lý. Phải hiểu cái điều đó nghe. Đó là lý do mà có lúc mà anh thì ở trạng thái này và có lúc thì không phải ở trạng thái, giống như qua nói với cậu đi hả? Thì như một phóng viên qua sẽ nói theo cái ngôn ngữ này nghe, chứ còn khi mà nếu mà người này em có qua là nếu là nhà bác học, nhà khoa học rồi qua sẽ nói theo cái khoa học, nói theo đúng cái nghề của người em á. Anh có thể nói thêm là cái việc là trong cái thời gian 49 ngày Việt Nam thì anh làm những gì á? Tức là anh đã có những cái gì để mà có thể mà tiếp nhận được những cái kiến thức đó?
Qua nói này, ở cái thế giới của các người anh em á, thế giới quan ba chiều, cái ngũ quan của người anh em vô cùng hạn chế. Qua nói về cái tai của người anh em nghe nha, cái tai của người anh em nghe hiện nay á, cộng trừ 5 decibel là gần như không nghe được nữa. Nếu hạ âm thì sao, huyền âm thì sao? Cũng giống như cái sóng điện thoại của người anh em này, nó tồn tại không? Nó tồn tại. Mắt thường người anh em có thấy không? Qua thấy, qua thấy cái sóng điện thoại của các người anh em, cái tính thấy giống như bình thường cái mắt của người anh em có vậy. Nếu nhìn như vậy nè, chiều rộng ra là khoảng hơn 220, người nào 200-220 độ, dọc này là khoảng 120-140 độ. Tính thấy, cái thấy mà xa như vậy, nếu ấy được thì còn 50 km. Nếu đêm á, một cái đốm lửa nào đó là xa xôi như vậy là 50 km. Cái đó là cái thấy còn thua con vật nữa. Nhưng con người là siêu lắm. Hồi xưa qua là bác sĩ này, qua nói nè, hiểu tới cái bản thể, hiểu được bản thể của vũ trụ, bản nguyên bản thể của vũ trụ, thì lúc đó nó khác biệt lắm. Cái này là cái hồi xưa giờ loài người gần như mù, các nhà bác học thế gian là mù, và đây là khoa học tuyệt đối. Cái thế gian hiện biết là cái khoa học tương đối. Cũng giống như qua đây nè, hồi xưa qua học bác sĩ, cơ thể hồi xưa mình học giải phẫu bệnh, mình tưởng có cái thể xác này, qua có một thể xác này, lục phủ ngũ tạng, cái cơ quan này kia, cơ xương khớp. Nhưng bây giờ cái cơ thể của người anh em nó có một cơ thể khí nữa, nó cấu tạo sao hiện nay thế gian mù, tiếp nạp sao nó mù. Cái đó phải còn gọi một là cái thể nữa, linh hồn của người anh em nữa. Và cố gắng qua muốn nói một chuyện thôi, nếu ở luật người, trời, đạo trời cũng như đạo của người vậy, nó phải tồn tại ba cái. Một là đạo lý, hai nữa là đạo đức, ba nữa mới là đạo pháp, mới nói cái pháp luật. Nếu luật pháp mà thiếu cái đạo lý, thiếu cái đạo đức, thì cái pháp luật đó dù ở mức độ nào cũng phải bỏ. Thực ra Trung Nguyên như qua nói đó, một là nó phải phát triển toàn cầu, và muốn phát triển toàn cầu được là nó phải có cái sách lược. Muốn cái sách lược của nó thì phải quan sát trong toàn ngành ấy, toàn ngành luôn nhá, là coi thứ nó khác biệt cái gì với ngành của nó, đặc biệt cái gì so với những người lớn ấy, các cái tập đoàn ấy, đa quốc gia đó. Và nó nếu có tính duy nhất thì tốt, tìm được cái điểm đó rồi phải thiết kế lại khác, từ biệt sản phẩm khác biệt, đặc biệt và duy nhất trên toàn cầu, cái sách lược này này. Và tìm được cái điểm này là khó lắm đó nghe. Dạ. Phải đi nhiều nơi rồi trong tâm, trong trí, rồi quan sát rồi. Cả cái diễn trình cái hôm nào qua gửi cho cái cà phê triết đạo. Dạ. Cà phê triết đạo qua với lại là giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm gần 5 năm trời như vậy. Đi khắp nơi như vậy, một cái diễn trình là lịch sử cà phê lưu thoáng từ khi nó ra đời cho đến cái hiện hữu đây, nó lưu thoáng. Dạ. Nó dính dáng đến mọi mặt của đời sống, chính trị, tôn giáo, rồi kinh tế, kinh tài, khoa học, khoa đồ, mọi thứ như vậy. Dạ, tức là à, thứ hai nữa là Trung Nguyên nó phải làm được việc nó giúp cho dân tộc quốc gia nó giúp cho dân tộc quốc gia nó nhiều hơn. Tại vì như qua nói đây, cái hiểu đúng nghĩa của nó, một nhà kinh tế thực sự là nếu đúng nghĩa của nó là nó phải là kinh bang tế thế, chứ không phải là gì là thu lợi thu đồ như hiện nay là đấy là cái đích đến. Nên cái thuật ngữ mà gọi là mấy người anh em lãnh đạo chính trị nó hay nói là bền vững về kinh tế hả, bền vững về cái xã hội, bền vững về môi trường, ba cái trụ cột này nó nói như vậy, nó nguyện vô với nhau như vậy, nó nêu cái về mặt lý luận lý thuyết, nhưng mà triển khai nó như thế nào cũng giống như giúp cho cái quốc gia dân tộc nhiều hơn. Không có cái gì mà Trung Như Trung Nguyên khởi động hết. Giống như bây giờ qua nói vừa năm vừa rồi nó gần 200 tỷ, phải không nè, nó dành 200 tỷ thay vì làm từ thiện, nó làm cho nó giúp cho thanh niên 30 triệu thanh niên là coi như kiến thức khởi nghiệp, lập cái chí khởi nghiệp để kiến quốc. Nên nhớ một điều nghe, khởi lập chí khởi nghiệp kiến quốc nó khác, mà lập chí khởi nghiệp để kiếm ăn kiếm tiền nó khác nhau. Dạ. Cái động lực động cơ nó khác nhau. Sống cùng với mình không? Không, có cái tiến trình chứ. Qua làm, qua nói giống như... Tại vì sao qua gửi cho cái cô nhỏ là 5 quyển sách. Hôm nay qua định gửi cho cái Nguyễn, coi như cái hành trình tiến hóa của một dân tộc. Mình hiểu, nếu giả sử như mình muốn nói tới, mình dựng xây một cái đế chế, mình phải hiểu cái đế chế nó dựng thế nào. Mình dựng xây một dân tộc, mình phải biết dân tộc nó phát triển sao. Giống như qua mình nói về các cái nền văn minh, nguồn cội của nó, các loại nền văn minh, mình phải biết bắt đầu văn minh nó là sao. Thì khi qua nói cái gì hiện nay, tại vì hỏi ngang qua sẽ nói ngang, còn không qua đều phải chuẩn bị cái nền tảng, không? Giống như nãy qua nói thể xác hiện nay chỉ có người chuyên môn bác sĩ người ta mới biết, còn bây giờ nó thể khí là mù, rồi nó thể linh hồn nó là mù nữa, thì qua phải chuẩn bị. Nhưng
nghĩ là đời sống vợ chồng mình không cần những cái câu chuyện nó có phần cao siêu khó gì không vậy? Còn cao siêu gì đâu, thì bây giờ đời chồng thì qua sẽ nói về đời sống vợ chồng có đâu có nói. Chị cứ nói là thấy anh thay đổi quá nhiều thì bản thân anh có thể thay đổi cái gì mà để chị có nhận ra. Bây giờ qua hỏi cô nhỏ này, qua nói những cái điều mà cái sự hiểu biết đó, thì qua sẽ nói cái sự hiểu biết đó chứ. Thì mình không hiểu biết thì mình mở tính thấy tính biết, mình học đi, giống như qua gửi cho cô nhỏ mấy quyển sách cho chịu khó đọc chút, đọc rồi sau này qua nói tới cái lĩnh vực đó tại sao qua gửi nha, tại sao qua gửi nâng lên mình hiểu, giống như hôm nay qua gửi định đem cho cô nhỏ một cái quyển là bài học lịch sử nữa đó. Không, điểm mỏng thế này thôi, nhưng gần như nó có thể là viết và khái quát được cái lịch sử loài trong mọi cái lĩnh vực này. Nếu mình không hiểu cái đó khi mình nói những cái gì đó nó nói, nên nãy qua nói nếu mà hiểu những cái gì qua nó phải có cái nền tảng trí, nền tảng trí là bây giờ phải hiểu, bây giờ hiểu triết học mình không hiểu bao nhiêu hết, mình hiểu huyền học bản chất của nó không hiểu, hiểu cái loại khoa học mình không hiểu, mình hỏi chính trị học mình hiểu, kinh tài học bản chất của nó mình hiểu, y học võ học mình hiểu, tâm lý học tất cả mình không hiểu gì hết, mình nó phải liên thông tuần hoàn hết, tại vì tính thấy mình còn hạn chế thì mình phân chia, mình thấy theo cái học của mình mà cái biết của mình phân nó ra như nhỏ, nó phải như vậy. Cái vũ trụ này là mọi thứ là liên đới, nó là vận hành theo cái nguyên lý tuần hoàn, nó bao giờ nó tách rời. Trong cái ngu si đó mình tách rời, cũng giống như cái câu chuyện người mù sờ voi của xứ này, người sờ được cái này thì mình nói nó cái này, mình sờ cái kia mình nói. Không phải, nó là tổng thể, mà trong cái tổng thể đó thì cái cấu trúc nội tạng mình cũng biết nó làm sao nữa, rồi nó thể khí cái linh hồn của nó thì càng mù. Nghe. Anh ơi, chị xét anh là người buồn anh cũng không có bị buồn, bởi vì những cái gì đó qua nói, bây giờ qua nói là khoa học đấy chứ nghe, tại vì mình không biết thì hãy mở cái tâm thức ra, mở ra đừng kết luận gì, đừng kết luận gì nghe. Tại cái thế gian ba chiều mình hiểu nhìn thấy không gian như vậy. Tại tòa thì chị Thảo cũng nói ý là lo sợ rằng là anh bị chi phối bởi những người khác trong không, việc thực hành trung nguyên dẫn đến là tài sản gia đình bị dịch chuyển đạo kia. Không, cô biết hết, cô lắng nghe. Anh đừng có bao giờ hay nói như vậy, sống với cái bản tâm nó nói một cái điều như vậy. Cô cái gì dạ. Có 3 quyển thôi. Anh cho em hỏi cái là ví dụ một người đàn ông á, nếu mà người ta tập trung vào sự nghiệp thì có thể là người ta phải hy sinh hạnh phúc gia đình đúng không anh? Không, thực ra nếu mà nghĩ có những người có cái lòng trắc ẩn lớn, cái chuyện lớn thì chuyện nước, chuyện nhà nói theo cái ngôn ngữ thì nó khó lưỡng toàn. Nó lưỡng toàn, nhưng mà phải hợp nhất nó, phải hợp lưỡng. Còn cái người giới hạn, nếu mà có người vợ, đừng bao giờ để người vợ, cái giới hạn người vợ của mình là giới hạn của mình. Nhớ thì phải vượt qua giới hạn đó. Không không, bởi vì hiện nay giới hạn của phụ nữ á, nó sẽ là giới hạn của đàn ông Việt á. Không thì gần như vậy đó nghe. Hãy nâng cái tính biết cho họ, còn nếu họ không chịu thì lúc đó cũng phải cái đấu tranh nghe. Chứ đừng có để cái giới hạn của họ là giới hạn của mình. Nếu mình làm ra phải là cái người mà gọi là nói là có cái chí cả chí lớn. Khác nhau là chúng ta nên đưa vợ vào cùng điều hành kinh tế. Đã mà nói cái giới hạn đó, cái giới hạn, tại vì cái việc của Trung Nguyên á, qua bên này đạo là gì đâu, một cái triết lý sống á, nó đẹp á, nó đưa vào cái sản phẩm á, đưa vào cái dịch vụ cái sản phẩm của mình. Và dường như người Nhật Bản thì tất cả các ngành nghề khá là nhiều cái đạo, thư đạo, hoa đạo, kiếm đạo, nó có cái đạo đó. Đạo nhưng mà bây giờ mới quay tới đó, nó phải hiểu tới cái thần đạo, cái Phật đạo. Với cái tinh thần samurai tích hợp vào trong đó, nhớ cái đó. Thêm cái khổng đó, khổng giáo nữa. Vậy thì có nghĩa khi mà uống ly cà phê thì sẽ nhưng chú ý cái thần đạo, chú ý lời qua nói đi nha. Hôm nào qua gửi cho cà phê triết đạo nghe. Dạ. Nhân sinh một cái quyển đó ở đây có không vậy? Ở đây còn. Ủa anh Vũ cho em hỏi đi, anh đánh giá như thế nào khi những cái thế hệ 9x khởi nghiệp cũng là chọn một cách đi theo cà phê như anh, nhưng mà có khác nhau so với cái thời kỳ của anh nhiều không? Hôm qua qua luôn khuyến khích các bạn tháng 3 qua khuyến khích các bạn đánh giá bây giờ tới 27 tháng 3. Nhưng mà anh thấy cái tiềm năng của thế hệ trẻ khởi nghiệp về cái lĩnh vực cà phê như thế nào này? Không xong trả lời không bây giờ hỏi chung á, cái tiềm năng của các em trẻ là sao? Yeah. Thì qua nói ngay. Yeah, yeah. Nó thiếu cái chí lớn, nó thiếu cái khát vọng lớn. Yeah. Cái khát vọng ấy nó thiếu cái đó, và hiện nay nó rất là thiếu cái kiến thức, và cái hệ thống hỗ trợ nó luôn còn phải
ba cái thứ. Cái đó là từ vĩ mô đến vi mô, từ tự thân nó cho đến cái hệ thống chính sách nó phải nên để nó có cái quốc gia hùng mạnh thực sự nha. Nó đang thiếu cái đó, thiếu nhiều chuyện, nhưng mà tự thân nó cố gắng để đã nha. Còn cà phê thì nó cũng là một ngành hơi nhiều lắm. Thưa ông, là phiên xử hoãn liên tục như thế này để trong cái thời gian kéo dài thời gian xử và nghị án, cái gì qua cần nói qua đó nói, cái gì những người anh chị em nó làm thì làm, thì cái đó là quyền quyết định của tòa. Dạ thưa ông, thì ở trong cái phiên ngày 25 thì ở bên luật sư của ông và người đại diện quyền lợi của ông có đề cập tới cái số tiền ở trong tài khoản của bà Thảo ở trong thời gian hôn nhân. Thì đến thông tin đến bây giờ thì ông có biết rằng cái số tiền nó còn hay là nó thay đổi thế nào không? Tâm. Yeah. Bởi vì cô biết cô qua không bao giờ quan tâm cái đó. Cái đó nếu mà có đó nó cũng chỉ là tặng nổi thôi nha. Cái còn cái phần nó không phải nhiều đó nghe, 20 năm nó nhiều lắm. Có nhiều đô la. Nó nhiều lắm nghe. Yeah. Ừ. Nhưng mà thôi cái đó không phải là cái vấn đề. Như vậy thì cái điều gì ông muốn giữ lại ở khía cạnh ở cá nhân ông trong cái cuộc ly hôn? Qua chỉ muốn về mặt cá nhân, khi qua còn nói là qua còn muốn cô ở tỉnh ngộ. Cái điểm đó là quan trọng nhất. Hôm nay thứ hai nữa rằng là qua đã nói từ đầu hay để Trung Nguyên ấy, nó giúp quốc gia dân tộc nó phát triển toàn cầu theo đúng cái hoạch định của nó. Nó chỉ có hai ý đó thôi. Như vậy cái nguyện vọng của ông là muốn giữ lại cái quyền điều hành của Trung Nguyên không? Cái đó của qua, cái đó của qua thì cái đó không ai giành được. Thì hồi xưa giờ đâu có ai mà nói Trung Nguyên qua ai được, không bao giờ đâu. Không phải hỏi một cái người ở từ tuyến sản xuất cho đến ở đó không ai hiểu là cái Trung Nguyên mà nghe cô qua thì qua ai đừng giành. Tuy nhiên ở trong trường hợp nếu mà tòa tuyên án ở trong khía cạnh chia 50-50 tất cả các cổ phần mà của ông cũng như là của tòa không nên làm như vậy. Bởi nếu điều đó xảy ra thì ông có ý kiến gì? Thì bây giờ nếu cái luật đời thì cái gì nó cũng có thể xảy ra ở luật đời hết á, thì thôi thì nếu tòa quyết thì sao thì qua phải nghe thôi. Ở trong trường hợp đó ông có kháng án không ạ? Cái đó để qua họ xem xét lại với tổ luật sư của mình. Xin cảm ơn ông ạ. Anh nói đến việc chị ấy sám hối mà hy vọng như thế, vậy trong trường hợp của chị trung tâm dinh dưỡng mà có một cái sự thay đổi như vậy thì anh cái thời gian đó nghe, cái bản tâm nó khó lắm, cái gột rửa cái đó phải tu tập. Hãy nhớ nghe lời qua đi, tại vì qua hiểu con người lắm. Nếu mình không hiểu thấu cái tâm của người, nó chia làm ba cấp của hành động và tâm ấy, nó ba cấp hiện nay nha, qua chia cho. Một là sợ mà nó hành động. Cái loại này ngày xưa nó nhiều lắm. Hai nữa là tham lam, ham muốn. Tham lam mà hành động. Thứ ba nữa là chấp nhận yêu thương mà hành động. Thưa đấy, không đạt được cái quyết định. Hôm nào ba vẽ cái bản đồ nó cắm. Nó được ban nhiều lắm. Nó đi ra ngoài nhiều 60 quốc gia càng. Hiện nay Trung Quốc nếu qua nói là một Trung Quốc một người như vậy là một năm nó dùng $1 thôi là hơn 1 tỷ rưỡi, tỷ 6 đô la là mới đó mà nó phát triển nhanh hàng trăm triệu rồi đó nghe cái thị trường đó. Mấy người dân thì ảnh hưởng nó sao thì nó khó khăn lắm, mà tiền đâu cần có nhiều chứ. Giờ áo thay từ thiện thì giúp các em nó nuôi trí, nó kiến thức, cái đó nó bền lắm nghe. Nó có cái đó nó bao giờ nó ấy được. Thì mình giúp cho nó, nên năm vừa rồi qua giúp cho nó 200 tỷ đó, nếu bình thường đâu có được. Nghe cái hành trình nó như vậy. Và cần phải 5 tỷ đô la để đem cho từng hộ gia đình. 5 tỷ bạn đó nghe. Mà 5 tỷ nó khai sáng cho một dân tộc thì đâu có mắt. Nghe, thì thôi như vậy đó. Vậy đó nghe. Không, nhưng mà đừng nó đụng nó, mình phải tôn trọng nguyện vọng của cháu đó nha. Nó ở mình thấy để yên đó, đâu phải là tình cảm xáo trộn làm chi mà cũng không hỏi chi. Hiện đại như qua nói cái xác thân của họ, cái đẹp của một con người nó đẹp ba lần, cái thân nó phải đẹp, cái đẹp con người, cái tâm nó phải đẹp, cái tâm đẹp là gì, thiện lương thiện lành. Nó có lòng khắc khẩn với tất cả những cái thứ khác vượt qua cái gia đình nó. Cái đó nó khó lắm á. Tiếng hóa, không có. Phải tu mới có được, đừng có nói cái miệng đó. Thứ ba nó là cái tiếng đó. Học của nó phải hiểu nhiều thứ. Một người đẹp hoàn hảo nó hoàn hảo là cái ba. Tức là cảnh giới của từng cái thân nó như thế nào. Cảnh giới của tâm, cảnh giới của trí. Cái đó nó phải học hỏi nhiều.